Rồi, mời chị. Dạ, con xin chào cha và chào cộng đoàn. Dạ, con đã bị phát hiện u thận ác tính, đã có một khối u trong thận phải. Khối u ác tính ở bên thận, bên phải, rồi sao nữa? Vậy là đã di căn ra thêm một hẹp. Bác sĩ nói là con có muốn mổ hay không? Khi đó con về nhà là chị gái của con là lấy chồng bên Đào. Vậy là chị gái con theo Đào dẫn con lên đây nhờ cha cầu nguyện và cha đã đặt tay cho con. Thế là con về mổ cách đây hơn một tháng. Khi con lên xét nghiệm lại thì bác sĩ nói là u ác của con đã thêm u lên. Vậy hôm nay con lên đây để con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Rồi chị đạo gì? Dạ con là người không đạo. Đạo gì? Dạ không đạo. Người không đạo, hôm nay lên trước mặt người có đạo để làm chứng. Vì chú đã biến khối u ác thành khối u lành mới cái đây một tháng thì mày chỉ lên bản mổ. Hallelujah! Tôi gửi tặng cho người không đạo một cái máy bài trong bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Về chị nghe, về chị tin vào Chúa chưa? Dạ có. Tin không? Dạ có. Tin không? Dạ tin. Tin không? Dạ tin. Rồi, rồi chị về chỗ.